Do biển động cấp 8 nên tàu thuyền di chuyển khó khăn, việc đưa thi thể của phi công Khải về bờ muộn hơn nhiều tiếng so với dự kiến ban đầu. Nước thủy triều xuống quá thấp khiến tàu cứu nạn phải đậu cách cảng hơn 200m, lực lượng chức năng phải đưa cano ra chuyển tiếp. Thi thể thượng tá Khải được các đồng đội đưa lên khỏi tàu, sau đó đưa thẳng về nhà tang lễ quân khu 4. Hàng trăm người dân địa phương đã chờ đợi suốt đêm để đón thi thể của thượng tá Trần Quang Khải. Trước đó, 18 giờ ngày hôm qua 17 tháng 6, nhận tin báo của ngư dân Đậu Văn Kính ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc về việc phát hiện thi thể mặc quần áo phi công bị quấn trong vải dù. Sở chỉ huy tiền phương đặt ở Hải Phòng đã lệnh cho tàu ngư dân neo tại chỗ để đánh dấu, đồng thời cử tàu biên phòng ra tiếp cận. Vị trí người dân cung cấp nằm ở khoảng 19,02 độ Vĩ Bắc, 106,28 độ Kinh Đông, cách đất liền hơn 40 hải lý về hướng Đông Bắc đảo Mắt. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tàu của bộ đội biên phòng Nghệ An đã tiếp cận thi thể từ tàu cá của ông Đậu Văn Kính. Qua xem xét, nạn nhân đã tử vong khoảng 2 ngày trước. Trong đêm hôm qua, các nguồn tin từ Sở Chỉ huy Tiền phương ở Hải Phòng xác nhận thi thể quấn vải dù đúng là của Thượng tá Trần Quang Khải, một trong hai phi công lái chiếc Su-30 MK2 gặp nạn sáng ngày 14 tháng 6. Thượng tá Trần Quang Khải, 43 tuổi, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, là phi công dày dặn kinh nghiệm. Anh được coi là người thầy của nhiều phi công quân sự và dân sự hiện nay. Anh Khải sinh ra trong một gia đình có 12 anh chị em. Cách đây 3 năm, ở tuổi 40, anh Khải mới lập gia đình. Hiện vợ chồng anh Khải có một bé gái hơn 3 tuổi.